Mến chào các bạn. Như thông tin các bạn đã biết là Windows 7 sẽ ngừng hỗ trợ năm 2020. Vì vậy, một số bạn sử dụng Windows 7 bản quyền cảm thấy lo lắng khi mà Windows 7 của mình nó sắp hết được hỗ trợ từ Microsoft. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nâng cấp từ Windows 7 bản quyền lên Windows 10 vẫn giữ nguyên được bản quyền. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn một số vấn đề. Khi các bạn xem video của tôi và các bạn thấy hay thì các bạn hãy bấm vào nút like cũng như là chia sẻ video. Và các bạn muốn lưu lại kênh của tôi để theo dõi các cái video thì các bạn bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông để khi có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo về video mới của tôi nha. Các bạn cứ xem hết video đi rồi các bạn quyết định là có nên bấm like hay là không nha. Vì sao tôi cần các bạn làm điều đó? Bởi vì tôi cần những cái thông tin phản hồi từ các bạn, chẳng hạn như các bình luận, các bạn cảm thấy video này hay hay là không hay, hay là có gì đó cần góp ý thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới. Và đây là cách để giúp cho tôi cải thiện được nội dung cũng như là video tốt hơn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và trước khi bắt đầu tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về những gì mà tôi đang có và tôi sẽ làm nha. Hiện tại là tôi đang có một cái máy tính Dell. Và sau khi tôi mua cái máy tính Dell này thì tôi đã có sẵn cái Windows bản quyền. Đó là Windows bản quyền kèm theo máy. Nó giống như thế này nè. Khi các bạn mua một cái máy tính của Dell hay là của HP hay là một hãng nào đó mà các bạn thấy được cái tem như thế này, nó dán ở trên máy tính của các bạn, thì chứng tỏ là cái máy của các bạn đang có bản quyền mà Windows. Nó sẽ ghi là OEM nha. Đây là bản quyền kèm theo thiết bị phần cứng. Khi các bạn mua phần cứng, các bạn sẽ được kèm theo cái bản quyền này. Và cái tem này là nó dành cho những cái máy tính cũ nha. Còn những cái máy tính sau này thì nó không dán tem như thế này nữa, mà cái key của nó được tích hợp vô trong BIOS luôn. Và khi các bạn cài đặt Windows thì nó sẽ tự động nó kích hoạt bản quyền thông qua cái key được tích hợp trong BIOS. Khi các bạn nhìn cái tem này thì các bạn sẽ thấy được là thông tin về Windows, chẳng hạn như đây là Windows 7 RAW for OEM nè, các bạn thấy không? Cái này là không phải là cái tem của tôi nha, này tôi lấy từ trên mạng xuống. Đây người ta cũng bôi đi cái key đi rồi. Rồi, bây giờ đến phần máy tính. Thì hiện tại tôi đang có một cái máy tính Dell cài đặt Windows 7 Professional SP1. Phần cứng thì cái này cũng bình thường thôi, là một máy tính Dell i3 thế hệ thứ tư, RAM thì 4GB. Tôi đang sử dụng Windows 32 bit. Và cái key tôi đã kích hoạt nha, đây là kích hoạt key bản quyền rồi. Cái phần này là do bảo mật cho nên tôi đã che lại cái phần mà product ID này rồi, nên các bạn sẽ không thấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Việc đầu tiên đó chúng ta cần làm đó là vào trình duyệt web nha. Chúng ta mở trình duyệt web lên. Rồi, các bạn sẽ tải cái bản cài đặt Windows về. Chúng ta sẽ tìm kiếm với từ khóa đó là Windows 10 Download. Các bạn gõ chữ Download nó sẽ gợi ý cho các bạn. Rồi, các bạn sẽ vào Google và tìm kiếm với từ khóa này nha, Windows 10 Download. Và sau khi các bạn bấm Enter thì trên cái kết quả tìm kiếm, các bạn sẽ vào cái trang của Microsoft nha. Nè, đây là www.microsoft.com. Những trang khác các bạn đừng vô nha. Các bạn chỉ nên vô trang của Microsoft thôi. Rồi, chúng ta sẽ bấm vô Microsoft. Và bây giờ chúng ta đã đến trang Download Windows 10. Và chúng ta sẽ download cái công cụ này. Chúng ta click vô Download Tool Now. Khi các bạn click vô Download Tool Now thì các bạn sẽ download được cái công cụ này về. Tôi sẽ mở công cụ đó lên. Nó là Media Creation Tool. Và cái bản của nó là 1909. Rồi, tôi sẽ chạy nó. Yes. Rồi, bây giờ tôi sẽ đóng bớt nó lại nha.
Tôi sẽ đóng bớt mấy cái này lại cho nó gọn. Tôi đóng cái này lại luôn. Và bây giờ cái công cụ nó bắt đầu chạy. Cái này thì tôi cũng có hướng dẫn cho các bạn trong video trước rồi. Đó là cái video mà tạo cái USB cài đặt Windows 10. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy thôi. Nó sẽ khác một chút. Và trong khi chờ đợi nó chạy á, thì chúng ta sẽ tạo một cái dữ liệu nha. Mới nhắc tới mà nó chạy mất tiêu rồi. Ở bước đầu thì chúng ta bấm Accept để đồng ý nha. Và ở bước này á, thì chúng ta chọn mặc định luôn nha. Upgrade this PC now nè. Còn nếu các bạn muốn tạo một cái file cài đặt cho cái máy khác thì các bạn sẽ chọn cái bên dưới nha. Create installation media for other PC. Đây chúng ta sẽ cập nhật cho cái máy tính này, cho nên chúng ta chọn cái ở trên. Next. Và bước trước tiên nó sẽ download cái file cài đặt xuống nha. Trong khi chờ đợi á, thì tôi sẽ tạo một số dữ liệu và tôi lưu ngoài desktop. Và để xem sau khi mà nâng cấp lên Windows 10 á, thì dữ liệu của tôi nó có bị mất hay không nha. Trước tiên tôi sẽ vào trong My Computer đi. Rồi tôi sẽ vô ổ C nè. Coi trong đây nó có cái gì. Trong Windows này đi. Trong Windows này nó có nhiều cái hơn. Rồi chẳng hạn như tôi copy cái này, copy ra ngoài desktop. Rồi tôi copy cái gì nó ít ít đi cho nên. Rồi chẳng hạn như cái file này chẳng hạn, copy vài file đi. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng cái này lại. Tôi sẽ tạo thêm một cái thư mục có tên là Binet. Rồi trong đây tôi tạo một cái file test đi. File test này tôi đặt tên là Binet luôn. Rồi lưu lại, mở nó lên, gõ lung tung vài dòng gì đó chẳng hạn. Rồi lưu lại. Rồi bây giờ tôi đã tạo được một số dữ liệu ngoài desktop rồi nha. Và sau khi nâng cấp lên xong thì chúng ta có thể kiểm tra được cái trình duyệt web này nó có bị gỡ bỏ hay không nha, và cũng như là có mất dữ liệu của các bạn hay không. Và đây là lý do tại sao mà tôi tạo một số dữ liệu và phần mềm đang cài đặt trên Windows 7. Và tôi muốn cho các bạn thấy là nếu mà nâng cấp theo cách này thì dữ liệu và các cái phần mềm của các bạn nó còn hay là nó mất. Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn từng bước nha. Các bạn đừng có tua qua cái video nha. Các bạn cứ xem từng bước sẽ có nhiều bạn biết rồi á, thì các bạn thấy là tôi nói chi tiết quá, thừa quá. Nhưng những video mà tôi làm á, là tôi hướng đến những người chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa có nhiều kiến thức về IT. Vì vậy mà tôi sẽ nói rất là chi tiết, đôi khi tôi nói đi nói lại. Vì vậy á, các bạn nào mà đã có kinh nghiệm rồi các bạn cũng thông cảm nha. Mình ưu tiên cho những người họ chưa có kinh nghiệm. Và đây cũng là mục đích mà kênh Binet hướng đến. Đó là giúp cho mọi người có thể biết được về các cái công cụ và phần mềm để họ có thể áp dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống. Các bạn đừng nghĩ là các bạn không học về công nghệ thông tin thì các bạn xem kênh này các bạn sẽ không hiểu nha. Các bạn không học về công nghệ thông tin nhưng khi các bạn xem kênh của tôi các bạn vẫn có thể hiểu được. Bởi vì tôi sẽ cố gắng nói rất là đơn giản, rất là chi tiết, rất là thực tế để cho mọi người có thể hiểu và làm được. Sau khi download xong thì bây giờ nó bắt đầu nó tiến hành kiểm tra phần cứng nha.
Về tiếp theo là nó sẽ bắt đầu là quá trình nâng cấp. Ở bước này thì nó nói vào một số cái chính sách bản quyền. Bây giờ chúng ta chọn Accept nha. Ở bước này nó thông báo là nó sẽ cài đặt Windows 10 RAW. Và cái thứ hai là nó sẽ giữ các cái file và các cái ứng dụng này cho các bạn nè. Và ngoài ra các bạn có thể bấm vô thay đổi bên dưới nè. Rồi, ở đây thì nó sẽ có 3 lựa chọn. Cái lựa chọn đầu tiên này là nó sẽ giữ lại những cái file và cũng như là các cái ứng dụng mà các bạn đang cài đặt. Là những cái file dữ liệu như thế này và những cái phần mềm các bạn đang cài đặt trên đây nó sẽ giữ lại. Và cái thứ hai này là nó giữ lại cái file thôi. Là nó ý là nó giữ là tất cả cái dữ liệu của các bạn thôi. Còn các ứng dụng nó sẽ không giữ lại. Bên dưới này nó ghi chi tiết về cái lựa chọn này, là nó nói là những cái cài đặt và ứng dụng sẽ bị xóa, nhưng những cái file nó sẽ giữ lại. Ý nghĩa của cái lựa chọn này là nó sẽ xóa những cái ứng dụng, những cái cài đặt của các bạn. Nó chỉ giữ lại những cái dữ liệu thôi, nhưng cái file tập tin của các bạn thì nó sẽ giữ lại. Rồi, và cái lựa chọn thứ ba này là không giữ lại gì hết, nó sẽ bỏ hết tất cả những cái dữ liệu, những cái ứng dụng và cài đặt của các bạn luôn. Nó sẽ cài đặt một cái Windows 10 trắng mới hoàn toàn. Và để chọn cái nào thì tùy vô mục đích của các bạn thôi. Cái lựa chọn đầu tiên này thì các bạn có thể sử dụng trong trường hợp là máy tính của các bạn đang hoạt động bình thường mà các bạn chỉ cần muốn là nâng cấp nó lên Windows 10 mà thôi. Thì các bạn có thể chọn cái lựa chọn này để nó giữ tất cả những cái phần mềm cài đặt và những cái ứng dụng của các bạn. Nó sẽ giữ nguyên hoàn hết tất cả luôn và nó nâng cấp lên cho các bạn Windows 10. Còn cái lựa chọn bên dưới này thì nó sẽ giữ lại cho các bạn những cái dữ liệu thôi. Còn những cái cài đặt và những cái ứng dụng, những cái phần mềm thì nó sẽ xóa. Chẳng hạn như các bạn thấy cái Win 7 của các bạn nó cũng có một số lỗi rồi. Các bạn muốn bỏ hết mấy cái phần mềm rồi mấy cái dữ liệu gì đó thì các bạn có thể chọn là Nothing. Thì trong trường hợp này của tôi thì tôi sẽ làm cho các bạn xem, đó là giữ tất cả các file và các cái ứng dụng cài đặt. Nói chung là nó sẽ giữ lại tất cả mọi thứ cho các bạn. Ok, chúng ta sẽ bấm Next. Và đây là những gì mà chúng ta đã chọn nè. Nó sẽ cài đặt Windows 10 RAW và nó giữ lại những cái file và ứng dụng cho chúng ta. Ok, chúng ta sẽ bấm Install. Rồi, và bây giờ nó bắt đầu cài đặt Windows 10 nha. Hiện tại nó đang là 0% nha. Và cái quá trình cài đặt này nó nhanh hay chậm là nó cũng phụ thuộc vô cái máy tính của các bạn. Và sau khi khởi động xong thì Windows sẽ bắt đầu nâng cấp. Và trong suốt quá trình nâng cấp này thì có thể nó sẽ khởi động lại vài lần. Hiện tại là các bạn thấy trên màn hình là nó đang là 0%. Mà nó cũng cảnh báo là trong suốt thời gian mà nâng cấp này chúng ta không được tắt máy tính nha. Bởi vì nếu mà các bạn tắt máy tính vì một lý do nào đó, chẳng hạn như là bị cúp điện hay là bị sự cố gì đó, thì nó sẽ làm lỗi cái quá trình nâng cấp này nha. Quá trình nâng cấp này tôi nghĩ nó cũng không nhanh đâu, nó cũng sẽ lâu á. Vì vậy tôi sẽ tua nhanh qua cho các bạn nha. Và đây là những bước cuối cùng để hoàn thành cái việc nâng cấp lên Windows 10. Chúng ta bấm Accept.
Rồi, vậy là chúng ta đã nâng cấp ra xong. Các bạn thấy không? Đây là những dữ liệu mà trước khi nâng cấp lên Windows 10 tôi đã copy để trên desktop và trên trực web nè, Google. Nó vẫn còn y nguyên. Rồi bây giờ tôi sẽ thử coi là cái bản quyền của tôi nó như thế nào nha. Các bạn thấy không? Tức sau khi nâng cấp lên Windows 10 xong á, thì Windows của bạn nó đã được update luôn nè. Rồi, vậy là xong. Để kiểm tra tôi sẽ mở trình duyệt web Google lên nha. Nè các bạn thấy không? Nó vẫn đang hoạt động. Sau khi nâng cấp lên Windows 10 xong á, thì cái dung lượng hồ sơ của bạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nè các bạn thấy không? Giờ nó chỉ còn chống 1 GB mấy thôi. Vì tất cả những cái gì mà Windows 7 á, nó sẽ gom vào cái thư mục này nè. Dung lượng cũng khá là lớn. Và cái cách mà để giảm bớt cái này thì như thế nào? Các bạn chỉ cần lít chuột phải, chọn Property, và các bạn chọn Clean Up. Rồi, các bạn chọn Clean Up System File. Nó bây giờ các bạn chỉ cần chọn những cái phần này nè để nó xóa đi. Các bạn sẽ thấy những cái này nó có dung lượng nè, đó. Các bạn thấy không? Đây là danh sách những cái file mà nó sẽ xóa nè, và nó cho các bạn biết là dung lượng là bao nhiêu luôn. Thì các bạn sẽ thấy có một cái file mà install Windows á, nó dung lượng nó khá là lớn. Các bạn nhớ chọn nó nha, và các bạn bấm OK. Hoặc là các bạn không muốn, chắc là muốn xóa những cái file này không? Chắc các bạn chọn delete file. Yes luôn. Nó chỉ cảnh báo cho chúng ta thôi. Tôi sẽ đóng cái này lại luôn nha. Sau khi chạy xong thì nó đã giảm bớt dung lượng đi rồi, các bạn thấy không? OK, rồi vậy là xong nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy cho tôi một like nha. Cũng như bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông. Bye bye.